thì vẫn phải ra có cái công việc riêng của mình. Hiện giờ Thắng rất nhiều cái công việc, và một cái công việc nữa là một cái tin rất là vui về phía gia đình của bác Ngô Trung. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì sau vài ngày rồi, chắc là các bác cũng là nhớ đến Tất Thắng rồi. Thắng nghỉ ngơi, hôm nay có chút sức lực quay trở lại nhà hàng đầu tiên, có nghĩa là để trong một cái chương trình mà chờ khoảng hơn 2 tháng nữa thì Thắng sẽ nói chung là làm một cái lễ khai trương nhỏ nhỏ, mời tất cả các anh em, rồi là các nhà hảo tâm, rồi là các khán giả có thời gian thì lên chung vui cùng nhóm anh em Nguyễn Tất Thắng lễ khai trương một cái nhà hàng trong một cái quần thể khoảng hơn 1.000 mét vuông đó, với 3 nhà chính, làm nhà sàn theo kiến trúc của người Tày ở đây đó, và nó thân thiện với môi trường. Hiện giờ thì đang thi công nên là Thắng phải lên đây để tổng chỉ huy một hôm. Em ước hôm nay em đi vắng, em phèng phèng thì cũng đi vắng. Và qua đây thì Thắng gửi lời cảm ơn đến gia đình bác Ngô Trung. Thì bác Ngô Trung đã chính thức điện lại cho Tất Thắng là sẽ chuyển lại là 160 triệu qua kênh Tất Thắng để làm được cầu rất là lớn. Một cây cầu, Thắng phải nói rằng là cây cầu này lại phá kỷ lục tiếp những cây cầu tiếp theo. Đó. Cây cầu này sẽ dài 14 mét, nó 2 nhịp. Và tổng kinh phí vật liệu thì sẽ là 160 triệu gửi về cho em Thông. Và khi nào Thắng sẽ nhận được cái số tiền đầu tiên. Đấy, có nghĩa là bác ấy sẽ chuyển dần dần. Có nghĩa là chuyển tuyến đầu chắc cũng phải 6-70 triệu cho Tất Thắng. Thì Thắng khi nào nhận được thì sẽ chính thức vào khởi công nhé. Còn đây là thông báo qua để cho nhân dân bản lũa biết được, nắm được cái tin vui đó. Và cảm ơn bác Phong ở Sài Gòn, quỹ thiện nguyện Ngân Hà đã gửi 10 triệu cho 7 siêu nhân trên Hấu Chua, cùng với cả 3 triệu là mua thức ăn. Thì Thắng cũng sẽ sớm trở lại Hấu Chua, nếu có thể nhanh thì ngày mai Thắng sẽ sớm trở lại Hấu Chua, tại vì là anh em ở đó rất cần Thắng. Thắng biết là rất là cần Thắng ở đó chỉ đạo thì mới được, tại vì là có rất nhiều việc có xảy ra. Và nữa là cảm ơn hai người, một người gửi 1 triệu và người gửi 500 nghìn cho cháu bé 3 tháng tuổi ở cái khu vực Linh Hồ. Thì tí nữa Thắng sẽ cùng anh Sự đi vào đó để trao lại 1,5 triệu đó cho cháu bé đó. Đấy, và hôm nào lên Hấu Chua thì Thắng sẽ công bố cái số tiền mà Thắng đã nhận được từ trước đến giờ. Và cùng với cả đoàn phó bác Đức An đã gửi 50 triệu trên tuyến đường Hấu Chua. Đấy, và hiện giờ cũng rất cần sự quan tâm của các nhà hảo tâm ủng hộ thêm cho 7 siêu nhân đó làm đường. Đấy, ủng hộ tiền để mua xi. Đấy. Còn bác Phong thì bác đã gửi cho mỗi người 1 triệu rồi. Còn đây là hôm nay tăng cường sự taxi dù này, sự béo này, anh Báo Đồi Thông này ra để hello. Đấy, hôm nay là anh Báo Đồi Thông với cả sự béo là định tăng cường thêm người nữa, nhưng mà cái công việc thì hôm nay thì nó không nhiều, chỉ việc là đi nhổ cỏ xong lại trồng cỏ thôi. Việc rất là nhàn, việc nhẹ lương cao. Đấy. Trời thì mát, đấy, khí hậu thì đẹp, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, đúng không? Lại còn gặp được toàn các người nổi tiếng, ví dụ như anh Sự Taxi Dù rất nổi tiếng. Cái có cái thủy điện nó kêu to lành nữa. Nó vui, rất vui tai. Bên này là thác nữa, núi đẹp nhỉ. Chỗ này là view đẹp cho mọi anh em là. À, với cả qua đây thì có bác thì cũng hỏi Thắng là cái thuốc sinh lý nhá. Hôm nay thì hôm qua thì có rất nhiều người gọi điện về để lấy thêm, nhưng mà hiện giờ thì đang hết. Đấy, cái thuốc sinh lý hôm qua thì có bác hỏi là thế ở đây lại hướng dẫn là đun nước, thì các bác biết rằng là ngâm rượu cũng được này, đun nước cũng được, hai cách. Bác nào mà ngâm rượu thì sau khoảng 1 tuần thì uống được, còn đun nước thì các bác đun thì tại vì có người người ta không uống được rượu, mà có người người ta khi ngâm cái sinh lý đó người ta lại lạm dụng rượu,
uống nhiều đấy thì nó cũng không tốt nha các bác nhá. Thuốc thì, rượu thì nếu mà các bác ngâm thì tối nào các bác uống chỉ 3 ly nhỏ thôi, chứ không phải là ngồi với nhau là uống thùm thụp giao lưu đấy, nên là không không thể uống cái kiểu như vậy được đấy. Bác nào đặt cái thuốc đấy thì gọi lại cho Tất Thắng qua số điện thoại 0929902999. Rồi xương khớp với cả dạ dày thì rất nhiều người cũng đã lại phản hồi tích cực tiếp qua kênh của Tất Thắng, rất là vui và rất mong rằng là các bác phản hồi đó các bác có thể bình luận vào trong video giúp Tất Thắng để cho nhiều bác cô bác có thể biết được đó thì là cái tốt đấy. Và những bác nào mà bác đã uống rồi mà thấy nó tốt thì giới thiệu cho những cái người mà hàng xóm xung quanh của mình bị đó, rất là tuyệt vời đấy. Cái này nó là tốt được thì các bác là cần nhân ra đấy, giúp nhau cho họ biết đấy, uống cho nó chữa được bệnh mà đúng sự thật đó. Còn đây là cái khu vực quần thể, cái vực nhà hàng của Thắng. Chỗ này thì là cái ngôi nhà là gần như nhà cuối cùng nhé, đấy, trên cái thác số 6 này. Còn cách một cái nhà đây nữa này đấy. Đấy. Còn đây là quần thể của Tất Thắng này, đến đoạn cuối đường bê tông đấy. Đường thì các bác thấy là rất là lớn, đường rộng thoải mái này đấy. Khu này là anh em Sự đang trồng cỏ này đấy. Bên này là thả cá đấy. Hai nguồn nước về. Hôm nay mưa thì nó đang bị tắc một tí, đang chờ anh em sửa xong là về. Tối rồi bắt đầu cái đèn này là sáng lắm rồi đấy. Đấy, tổng thể cả cái quần khu vực này đấy, đang hoàn thiện lên rất là tuyệt vời. Đây là anh em trồng cỏ nhá. Đang trồng cỏ và lắp điện. Đấy, cỏ lại được trồng. Người ta đi nhổ cỏ không được, các ông suốt ngày đi trồng cỏ, xới cỏ không được thì giờ lại đi trồng cỏ nhờ. Thậm chí còn bón phân cho cỏ sống nữa. Bây giờ Sự này có trồng cỏ thuộc dạng chuyên nghiệp rồi đấy nhờ. Vác đá với cả trồng cỏ là ầm ầm luôn. Tháng trước là nắng to quá, trồng vào dưới nước thì tụt nó mới tốt vậy. Sáng nay là trồng hết bãi này, chiều xem nó đã đổ đất bên kia chưa thì đẩy vào trong để trồng cây cây dổi nhá. Đấy, trồng cây dổi rồi cây lá lốt để ăn với cả cá. Đấy. Rất là tuyệt vời. Hôm nay lại ngày thứ hai đấy nhờ. Hôm qua là được một buổi đúng không? Buổi chiều. Được. Sau nghỉ mấy ngày đám ma anh báo đúng không? Được. Buổi tối mấy hôm nữa thì Thắng sẽ quay buổi tối cho các bác như thế nào nhé. Chờ nó làm xong cái khu vực bên kia là cái đến thứ ba này là cái anh mà làm trần nhà cho Tất Thắng ở dưới quê ấy, thì anh ấy sẽ lên đây và anh ấy sẽ làm cho Thắng một cái trần rất là đẹp. Đấy. Khu vực rất là xịn sò. Khu đấy là nó có cái sân khấu và sẽ ngồi được tổng cả dưới này để khi có một cái chương trình gì lớn thì có thể ngồi 3-40 mâm có thể ngồi ở dãy dưới này, có thể xem được hết sân khấu. Đấy. Có nghĩa là đứng từ đây này các bác này. Đấy, kê bàn từ đây. Đấy, kê bàn từ đây được. Đấy, và nhìn xuống hết sân khấu dưới kia. Đấy, dưới kia này nó sẽ được dọn đi, kê bàn và có thể xem được hết. Khu vực này là khu vực quầy thu ngân rồi là các kia đồ. Đây là nhà một. Đấy. Nhà một là nhà chính đây. Đấy. Nhà chính này nó sẽ có một cái sân khấu ở chỗ kia, chỗ cái trúc đấy, và có các nghệ nhân này trình diễn các tiết mục văn nghệ về làn điệu then, làn điệu mông, làn điệu dao. Đấy. Và đoàn nào mà có các nghệ sĩ đi cùng cũng có thể giao lưu được. Đấy. Và có một bộ tăng âm loa đài ở đó để sử dụng. Đây là khu vực trên này.
Đấy. Khu vực này thì là chính là cái cầu thang mà sẽ được làm toàn bộ, mấy hôm nữa sẽ được trang trí toàn bộ là cái đèn lồng. Thắng đã mua 300 cái đèn lồng nguyên chỉ để trang trí cái cầu thang này thôi. Đó. Còn đây là khu vực trên của cái phòng này. Đó. Phòng này được thiết kế hai trụ giữa có hình như kiểu lọ hoa mà sẽ được trang trí thêm những cái thổ cẩm, những cái ấy của đồng bào. Đấy. Đây là đang trang trí dở, nó còn hết bên này. Đấy, và trên này là toàn bộ những cái đèn lồng sẽ được treo ở trên này. Đấy. Giới thiệu cho qua các bác để các bác đến Hà Giang là các bác biết là thưởng thức được những cái món ăn ngon, vịt bản, vịt suối, đó, cá bỗng, loài cá nổi tiếng của Hà Giang. Đấy. Tí thì Thắng sẽ nói về cái loại đấy sau. Rất nhiều người cũng tò mò về cái vấn đề đến Hà Giang ăn gì, làm gì, chơi ở đâu thì các bác hãy đến với Tất Thắng. Đấy, khu vực ra suối ra thác đây. Ngày mai ngày kia nữa thì cái chỗ này sẽ được sửa sang lại hết. Khánh Nà Diềm cũng được tung hết ra đây rồi. Đây, cái khu vực này là sẽ có một cái mái cọ lợp lớn ở chỗ kia và ngồi ở chỗ kia. Dưới kia là một cái phòng rất là VIP. Vệ sinh mỹ thuật của Thắng xây không khác gì 5 sao. Đấy, chất lượng. Các bác đi ăn uống ở đâu thì ăn, nhưng mà theo quan điểm của Tất Thắng là nhà vệ sinh phải sạch sẽ, đẹp. Đấy, ăn nó mới ngon. Lúc ăn đang ăn và đi vệ sinh ra nhìn cái nhà vệ sinh xong quay lại không dám ăn. Còn đây là cái khu vực mà Thắng, các bác biết rằng ở Hà Giang và ngay cái thôn này thôi, nhìn sang bên kia là một cái dãy núi rất là tuyệt vời. Đấy. Các bác biết dãy núi gì không? Dãy núi Răng Cưa nổi tiếng nhất Việt Nam, dãy núi duy nhất ở Việt Nam có cái dãy núi Răng Cưa này và chính là ở Hà Giang. Chạy từ thành phố Hà Giang này lên đến khu vực xã Phong Quang. Đấy. Của giáp biên giới, chạy lên giáp biên giới Việt Trung. Đó. Nó có chiều dài khoảng mấy chục km đấy. Và là rất đẹp. Thì Thắng đưa nó vào đây. Đấy. Đưa dãy núi Răng Cưa đấy vào đây. Và tối nó có đèn hắt lên. Và ngay cái nhà sàn sau lưng Thắng này đây. Đấy. Cũng có một cái dãy núi Răng Cưa mà các bạn đang làm điện. Tí nữa thì các bác có thể xem qua. Còn đây là cái ao cá mà cái điểm view này thì các bác ngồi đây. Các bác nhìn thấy ngay dưới này đây là con cá bỗng đang bơi. Đấy. Bên kia là anh Sự này. Anh Báo đang làm này. Đấy. Bạn Sự này. Đây là thang thả có 5 con ở đây thôi. Tạm thời. Đấy, và nguồn nước thì các bác giới thiệu qua này. Là khi con cá này nó sống. Tại sao đến Hà Giang rất nhiều người hỏi ăn cá bỗng. Đó. Mà nó có giống con cá thần ở Thanh Hóa. Đấy. Đây là Thắng nói là con cá này không phải cá thần nhé. Đấy, nhưng nó giống con cá thần ở Thanh Hóa. Và con cá này nó có tuổi đời rất là lâu và thọ. Đấy. Và nó chỉ sống ở nước sạch thôi. Các bác đưa về xuôi thì không thể nuôi được. Đấy, cá này nó cũng không khác gì cá hồi hay là cá tầm. Đó, nó phải sống ở trong môi trường nước sạch, nước nguồn. Thì nó mới sống được. Đấy. Và nó... để mà nói là nó để mà ăn được con cá này thì nó cái giá trị ở đây là rất là cao, tại vì nó hiếm, nó ít. Đây cá kìa. Ấy, ấy. Cá ở đây là có 5 con này mới đang thả cái loại 5 cân 2 cân rưỡi một con này. Còn đây là cái nhà bên này. Thắng ở đây cái xong là Thắng đi còn đi trao quà luôn đấy. Trao quà luôn cho các cháu bé bị đấy. Cắm cái đấy nào. Thử nào em ơi. Đây còn đi tiếp thằng em Hậu nữa. Đấy, thằng em Hậu nó đến Hà Giang mà anh Thắng đang bận ốm. Rất nhiều việc nữa. Chưa được à? Chung một ổ cắm luôn đấy à?
Đấy, đẹp đấy nhỉ, dãy núi Răng Cưa. Rồi, bên này nữa, sau lưng Thắng nữa, sẽ có tiếp tục làm tiếp cái hệ thống điện nhé. Điện đây là Thắng đầu tư, các bác biết là hiện giờ điện điện lưới quốc gia thì vào mùa hè là đang rất nhiều những cái ngày là đang phải luân phiên cắt điện, nên là Thắng đã chọn một cái phương án khác nữa rồi, đó là sử dụng điện năng lượng mặt trời. Thắng sẽ lắp một cái dàn điện năng lượng mặt trời khoảng 200 triệu. Đấy. Khoảng 150 triệu đến 200 triệu để phục vụ cả cái nhà hàng này. Từ tủ lạnh, điều hòa, điện năng lượng, điện chiếu sáng và điện trang trí cho nhà hàng. Thế nên là điện, về mảng điện là Thắng rất là quan tâm đến cái mảng này. Và đặc biệt nữa là chống cháy, chống giật. Đó, và hệ thống điện là Thắng đang phải toàn bộ là ghen hết. Và sẽ đầu tư tiếp cái một cái bơm hỏa tiễn về cho cái nhà hàng này nữa, cái loại bơm công suất cao. Mặc dù là cái chương trình của địa phương ấy, họ cũng đã tổ chức những cái chương trình mà kêu gọi nguồn xã hội hóa, những cái chương trình mua bơm rồi là mua camera để chống trộm rồi là văn minh những đô thị rồi là rất nhiều thứ Thắng cũng đã ủng hộ rồi. Nhưng mà với riêng cá nhân của Thắng là vẫn cũng phải làm theo tiếp cái đấy nó nữa. Chương trình của địa phương thì Thắng cũng ủng hộ chương trình để lắp điện, lắp viếc rồi là máy bơm 5 triệu. Đấy, hôm nào họ sẽ tổ chức chắc họ sẽ làm sớm thôi. Thôi bây giờ là các bác sẽ cùng Thắng đi trao quà cho cháu bé nhé. Đấy, để giới thiệu qua một vòng là như vậy. Đấy, các bác nào lên đến Hà Giang thì thông tin lại cho tất Thắng. Đấy, ăn, ngủ, du lịch, đi lại, các kiểu. Đây là Thắng lên đưa cái tiền của anh Nguyễn Quốc Thắng à. Đấy, 1 triệu. Và của anh Hoàng Anh thì 500 nghìn cho gia đình anh chị. Anh chị gì nhỉ? Anh Kiên. Anh Kiên mới là chị gì nhỉ? Vị. Vị à? Giao mic vào cho anh. Anh tí nữa anh còn cảm ơn người ta. Trời. Đây là ngày mai là thứ năm à? Vâng. Ngày mai đã đưa con đi viện chưa? Chắc đấy thì tối nay em đi xe đêm luôn. Chắc tối nay phải đi xe đêm. Đêm nay đi xe đêm à? Vâng. Em thì cũng hơi mệt một chút nên là vào hơi muộn. Đấy. Nhẹ hôm qua thì vào người ta chuyển tiền cho em rồi. Thì cái số tiền này là 1,5 triệu. Đấy. Người ta gửi cho gia đình anh là đưa cháu đi viện. Đấy. Là của hai người, một người gửi 500 nghìn và một người gửi 1 triệu nhé. Chuyển lại 1,5 triệu cho gia đình. Xin cảm ơn. Cũng nhà chú thì anh được thêm một ít để đi đưa cháu đi xuống rưỡi để chị cho cháu. Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình chị. Thắng đã gửi lại cái số tiền là 1,5 triệu cho gia đình anh chị này. Gia đình anh chị ở đây hiện giờ đang là hộ nghèo nhỉ? Đang là hộ nghèo, rất là vất vả. Cuộc sống gia đình điều kiện vất vả nhất ở trong thôn. Nên là hôm nay Thắng đã gửi lại số tiền là 1,5 triệu cho gia đình anh chị Kiên. Anh Kiên rất mong rằng là cháu đi đợt này khám khiếc là xong về là sẽ khỏe mạnh bình thường. Vâng. Đấy. Vâng. Cũng là gia đình cũng mong là chữa trị cho cháu để cho cháu lành lặn giống như mọi đứa. Vâng. Không cháu ốm. Vâng. Khó lắm. Lần trước thì ra đi là gia đình đã vay tiền rồi đúng không? Vâng. Yeah. Trước vay hơn mười mấy triệu. Hơn chục triệu. Thế à? Nên là sẽ di chuyển. Đây, nhà anh chị này là không phải là bếp là ấy đâu nhá, bếp là có bếp ở ngoài dưới nữa. Đấy. Vâng. Có cái bếp kia cũng sắp đổ đấy. Bếp sắp đổ, em nhìn thấy cái bếp rồi nên em mới nói chuyện đến cái bếp nhà anh, nên là để ý nhỡ đâu là nó sập vào người đấy.
đang hỏi dọn dẹp đi đấy, làm lại, nhưng mà chưa có thời gian bởi vì suốt ngày cháu phải đi viện nó mệt lắm, không có thời gian để lại sự. Cháu đi nằm ở trên tỉnh được 8 ngày. 8 ngày. Các bác bảo là ở trên tỉnh không điều trị được cái bệnh này. Thế à? Cho cháu xuống chuyển tuyến bên dưới kiểm tra xem sao. Thì các bác ở dưới mới phát hiện ra là bị virus xâm nhập vào gan và phổi của cháu. Lúc đấy là mới... Lúc đấy đi xuống dưới thì mới phát hiện bệnh của cháu. Còn ở trên Hà Giang này thì các bác chỉ chuẩn đoán là men gan tăng cao thôi. Bác mới hỏi em là thì gia đình có cho cháu xuống dưới được không? Xong em mới bảo là nếu mà các bác cho cháu ra viện thì sang tuần em sẽ cố gắng cho cháu đi xuống dưới để kiểm tra. Đi xuống dưới thì mới phát hiện bệnh của cháu. Thế à? Thế là cái này thì em chẳng biết nói như nào, nhưng mà cái cuộc sống thì mỗi gia đình mỗi một hoàn cảnh, nhưng mà cái điều nó may mắn không may mắn thì đang đến mấy cả gia đình mình đã nghèo rồi còn bệnh tật con cháu nữa như này, thì là mong sao là đi lần này bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương rất mong rằng là bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cứu giúp được cháu, đó là virus xâm nhập vào gan vào phổi, và sông nọ nói chuyện thì bảo là không có mật, thì có có nhà hảo tâm có bác thì bác gọi điện bác lại bảo là nếu mà không có mật thì nó sẽ bị ấy đấy, nhưng mà chắc chắn là có thôi, chẳng qua là siêu âm như nào thôi. Được, nó có kết luận là không có mật á, không tính mật á, nghi là mật nó teo mật hết, đang nghi là bị teo mật, xong bảo vừa mới gọi điện về bảo cho gia đình là chuẩn bị lại phải xuống tiếp đấy. Có mật nhưng mà nó teo. Vâng. Và không tìm thấy túi mật của cháu. Để các bác cho nhịn đói từ 3 giờ sáng đến 9 giờ sáng cháu mới được siêu âm, cháu đói cháu khóc. Thế xong đi siêu âm thì các bác bảo là chưa tìm thấy túi mật của cháu. Cho nên là các bác đang nghi ngờ cháu bị teo mật. Cháu mới bảo cho gia đình sắp xếp cho cháu xuống càng nhanh càng tốt vì là cháu nó còn quá bé. Các bác sĩ của các bác ở dưới là bảo là cho em tiện, cháu đang nằm viện thì tiện cho em là điều trị luôn. Em bảo bây giờ em một thân một mình ở dưới đấy, lại rơi đất khách quê người, em không quen ai, quen biết gì ai ở đấy. Thì em không thể nào mà xoay sở được giờ đấy, ngay phút mốt giờ đấy. Xong em mới xin cháu ra viện thì các bác bảo thế khi về thì sắp xếp thời gian cho cháu đi xuống càng nhanh càng tốt để cần điều trị cho cháu kịp thời. Các bác ở dưới nói vậy. Em mới xin các bác cho cháu ra về, ra viện để cho em về em thu xếp. Thì các bác lại gọi xuống, gọi về bảo là cho thu xếp nhanh càng tốt. Thì cháu nó còn quá nhỏ, với lại bệnh của cháu cũng nghiêm trọng một tí. Thì các bác ở dưới báo về như vậy. Thì em mới hỏi các bác là thế điều trị cái này thì hết khoảng bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền. Thì các bác bảo nếu mà điều trị thì mất khoảng 1 đến 2 tháng. Tiền thì là từ 30 triệu trở xuống hoặc trở lên. Xong em bảo giờ em ở đấy một thân một mình, lại tơi đất khách quê người thì em không kịp nào để mà xoay sở. Thì em mới cho xin các bác cho cháu ra viện để em chuẩn bị. Rồi sao anh chị cũng xin cảm ơn chú Thắng. Những nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng anh chị. Rồi không có gì. Em bây giờ xin phép nhé. Chào anh chị. Thôi không nước nôi gì đâu, em xin phép. Cái bếp bên kia sắp đổ. Đi sang bên nhà anh Minh chuột 3 cân. Còn tiếp thằng em Hậu nữa. Đây Mù Chê.
sống, nhặt ít rau sống, tối làm hai con chuột 3 cân cùng với anh em ngồi. Xuống gần vừa ra điểm trường xây cao phết rồi đấy. Đấy, điểm trường xây lên nhanh mà. Xây cao thế là ok rồi. Tường 20 ấy mà. Ừ. Tường như thế, cái trụ ở đây là cái đế, cái móng đào hết mà. Hôm qua cách đây có mấy hôm xây lên cao lắm. Đang đẩy nhanh cái tiến độ để để hoàn thành cho các em học sinh năm học mới phải có trường luôn. Ừ. Đấy, ở ngoài chỗ kia nóng nhưng mà các bác thấy vào trong cái khe này cái là mát luôn. Mát. Có nghe vào trong này lúc nào bây giờ tầm giờ này chứ lúc nữa. Lúc nữa mát. Anh Minh anh đang làm cái nhà sàn đây nhá. Đổi nhà này. Nhà này hơi nóng. Chuyển cái nhà sàn cho mát. Nhà hoa đu đủ ấy nhỉ? Hoa đu đủ bao nhiêu mà? Thế phải làm tí nữa. Hoa đu đủ tí nữa. Cây ra thêm bẻ thêm đi. Dạ? Bẻ thêm hoa đu đủ hết. Vâng, hoa đâu, đằng, chỗ đằng sau, đằng sau nhà vẫn còn mà. Ờ, đâu đâu. Đằng sau nhà vẫn còn nè. Nghĩa là ra đằng sau nhà nhặt. Cao mình bẻ luôn, mai nó lại mọc cái hai cái cành dưới kìa. Thôi đi qua đường kia, đi qua đường kia. Bẻ luôn cành ngọt này, Khánh ơi. Kéo ra đây. Vâng. Đằng nào nó chả mọc. Có mà cao hơn đấy. Ừ. Cái cây kìa, đằng sau kìa đấy. Mình kéo. Ai à, có mấy quả đu đủ chín này. Thôi phải làm quả đi. Quả đu đủ chín. Kéo này em. Lấy cành to mới ngon. Khánh bẻ đi. Ôi, không sao không sao. Mai là mọc mà. Nhiều cây dưới kia nhiều lắm. Quả đu đủ nhiều quá. Lấy cả cái ngọn của nó kìa. Để ăn đu đủ. Đó. Cái loại này hoa khô là bán 700.000 một cân. Ừ. Đắt lắm. Cường thế, Cường hôm trước vào bẻ suốt mà. Ừ. Đây lấy cả cái này này, Khánh ơi. Đó đấy, bẻ ở đấy. Nó mới chuẩn. Chính là lấy cả cái này này, nó non này này. Cái cuống nó này này. Đấy, cuống nó này này. Tước ra. Hai cây này thì có mà ăn tẹp cũng đen. Lưu đủ trẻ con không thích ăn hay sao? Đấy, lấy hết cái cành ấy, bẻ luôn. Ôi ôi, chắc... Đấy, cao. Quả bên này đi, có ai ăn đâu. Chỉ con ấy. Nóng. Nó rơi đúng vào cái can. Vàng chóe. Ồ, mềm luôn rồi. Ừ. Trái đu đủ. Đấy, bẻ đúng rồi, bẻ hết cả cái lá ấy, cái ngọt lắm. Nó về tí nữa mình ấy thái ra. Đây người ta gọi là ăn đu đủ không cần thìa nhá. Mình hái rau gì đấy đấy? Cây xương sông. Còn lắm. Lá xương sông ấy. Ừ. Cái này ăn sống thoải mái mà. Ừ. Lá xương sông. Anh ăn đu đủ không? Thôi. Ừ. Anh ăn thì anh chả lấy, bây giờ còn mấy quả chín thì có ai lấy đâu. Đấy, ở điểm trường sợ quá. Tưởng là như kiểu hết sức rồi. Khánh ơi, bắt con nào được nhỉ? Từ ăn, cứ cho ăn đi. Ây da, ăn thịt là được ấy. Một con... Bắt nhẹ nhàng thôi, đừng để nó hoảng. Ừ. Đấy, con trắng trắng đấy, con trắng trắng. Đấy, đấy, con kia, đấy. Nhẹ nhàng thôi. Đừng cầm cổ nó là thôi. Đấy, con đen đen kìa. Bắt con đen đen kia. Đừng đuổi ra thôi. Tí. Đây là con này này. Tí. Con này này. Đấy, con nâu nâu ấy. Con nâu nâu kia nhỉ? Nâu nâu bé bé kìa, di di kìa, đấy, đấy. Đây, con này gì? Ờ. Sao bắt được? Đấy, mới ngon. Sợ rồi. Bây giờ đuổi nó vào kia bắt thôi.
Chuột thì nó cứ vào ăn gà cái là bắt được. Con này quả đau răng to nhỉ. Báo đấy, chuột 3 cân nhé. Ôi, nó chặt tung quả đau răng ra rồi. Ok nhá. Không, hôm nay không cho nữa. Cái này đã xong rồi hả? Cách phải cho này, nó phải to to nữa. À, có cái gì? Này nó phải cho mượn, mối nó hoạt động. Hả? Bắt mình làm cái món lợn. Em chỉ thấy cho chị thử chị rủ cho một cái là đang chuyển thôi. Đang vịt cũng ngon mà. Bà như gà thiến nhỉ.
phức. Chặt đấy. Ăn rồi là ok nhá. Ok rồi, bây giờ lấy đi giải thôi. Bây giờ không có nồi nào để anh làm bắt canh nhé. Canh gì? Cái gì cho ra đây nhé. Đúng rồi. Cái này nó có nước, cho ra đi. Đi xem là sao nhé. Cũng xào, cũng sướng nhỉ. Chú Trắng à? Ừ, em không mang quần áo. Quần áo anh có mà. Đấy, cho hai bát to, hai bát bé. Ai nấu thơm thế nhỉ? Bây giờ nhiều tiền rồi đúng không? Không có đâu, cũng ăn như thế, có đâu ăn như thế. Đấy, chuột đấy, chuột 3 cân. Đấy, chuột đấy. Vì hôm nay anh Minh anh ấy bảo là không phải gửi tiền. Này. Qua chạy mái được 2 con chuột 3 cân. Vịt, con rồi. Vịt vàng chóe như gà thiến nhỉ? Thế. Mày tiếp em Hậu. Được đấy. Nhất nách luôn. Dâu bí, đầu tháng dâu bí, cuối tháng dâu bí, giữa tháng bí. Sao nó bí thế nhỉ? Ôi dồi, lúc nãy em ở cái điểm trường kia em thề với anh là tưởng ngất luôn mà. Ừ. Nghe giọng nó khác luôn. Sợ thật đấy. Qua. Làm mất mẻ cho nó ăn cho nó nhớ. Phức. Rang ớt đi nữa cho em. Ôi, giờ nhiều quá chứ nó cay rồi. Cay thì ăn nó mới nhớ. Được đấy nhỉ. Em đi cho nhớ cho bát rồi đó. Đang bảo là mất điện, không làm nữa, mai mới mất. Mai thứ tư có điện đâu? Thứ tư có, ông Minh bảo mất điện. Thứ tư bảo mất điện mà. Thứ tư mất, thứ ba thì mới có, mai mới tắt. Không có điện có mấy đồ nữa. Mà cứ lướt điện này, chẳng biết. Nên cả qua đây nữa thì có anh Lượng nên cả anh Minh nên là chỗ bác Phong là yên tâm nhá, là bà con là thu lúa 3-4 hôm nữa là triển khai làm đấy. Okay. Đấy, làm rất là nhanh luôn đấy. Cái cầu này cũng chỉ là khoảng 15 ngày thôi. Ừ. Bác Phong hôm nay là bác sốt ruột, bác kê điện. Nói chung là vì lý do là thu hoạch của bà con thì nó rất là khó khăn. Những cái mùa thu hoạch của bà con thì nói chung là toàn mấy hôm nay thu ngô rồi thu lúa. Đấy, không đến lúc là bác bảo là sao đấy. Chậm chạp thế, tiến độ thi công nào mà Thắng chưa thấy làm gì thế nhỉ? Đường đã làm xong rồi mà thấy Thắng quay rồi. Bác Phong là yên tâm nhá. Thắng là rất là nóng luôn đấy, làm là làm luôn đấy. Đúng giờ phết đấy nhỉ? Rước lại. Như gạt hiến thật. Vịt vàng nhỉ? Vịt ăn ngô hạt mà. Đáng luôn. Cái ô vang nghe đổ liền luôn đi nhá.
không nhỉ? Chuột 3 cân. Vịt ăn ngô thì ăn đao thì nó vàng mà. Đây. Đó hả? Trắng. Nhức nách luôn. Nhìn lại nhìn thấy lại nhèm ngay. Đây chuột 3 cân này. Có đá chưa nhỉ? Chuột 3 cân. Thơm đấy, này thơm chuột 3 cân. Lấy đá mà đấy. Đá anh toàn ngoài đường. Đây anh ngồi đi. Lấy chanh đâu nhỉ? Đây đây, bắt chanh là. Ngồi trong đây mát thật. Ở đây sướng đấy anh ạ. Này mà ra thành phố ngồi không chịu đâu. Này thì có nhà sàn. 3 giờ chiều nó đã mát rồi đây. Nó đã bị khuất mặt trời rồi. Hả? Sướng cốc nhỉ? Ở đây sống trăm tuổi. Làm miếng đất làm hàng xóm anh Minh đi em. Mua bên cạnh. Hợp lý. Hàng xóm anh Minh với anh Lượng. Anh Lượng chuẩn bị dựng đây rồi. Cuối ngày sang bơi nhánh nữa. Rau này ăn sống mát gan luôn, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực luôn. Mã đề. Mã đề. Châu của anh này nhá. Được chưa? Nào, vào vị trí ẩn nấp đi. Đấy, thắng này. Đây của em đây. Đây của ai đây? Đây đây sang đây đi. Thừa à? Đây đây hai anh em mà. Tôi được gọi một mình tôi cân đất. Cân đất. Rồi, mời đây. Mời nhá, mời các bác em. Lần đầu tiên em hậu đến đây đúng không? Lần đầu tiên hôm nọ toàn nhớ. Nhưng mà vừa nãy là chưa được vào trong khu mát đâu chứ. Mai em đi vùng. Mai bao quần áo mới ngủ. Sáng mai ở đây. Nếu mà chú thích ngủ tối nay chú ngủ ở đây. Tối em về lấy quần áo. Làm việc nữa. Hôm nay phải chỉ đạo công việc hoàn thành các thứ đấy. Chuột ngon. Chuột ngon nhỉ? Ăn miếng chuột đi. Ăn đi. Mời anh em có chuột rồi. Ừ. Đừng ăn để không. Chuột 3 cân. Các anh ăn ạ. Em mời các anh nhé. Ừ. Đặc thủ. Anh này đủ đi. Chuột 3 cân cứ thế mà. Ừ. Chuột này. Có xương cứng lắm không ạ? Khoan à? Ừ. Con già. Ừ. Anh nói con này nó mới chạy giỏi như này. Vâng. Con này ngày xưa bố em mới bắt được, bây giờ lâu lắm con này. Chuột chuột rừng mà. Chuột chuột ăn hoa quả. Con này là con gì anh? Con này con vịt bơi. Cạp cạp. Em tưởng con thiên nga. Làm cái rau bí. Dai quá nhỉ, con này. Dai ạ. Con chuột này nó có tuổi già rồi. Chuột này con này ngon thật, ăn ngọt thật. Ngọt. Có cát. Chuột ngon quá, đổ khởi cát đi nào. Thôi, sẵn nhá. Vâng, em mời anh ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, chào mừng cát. Vâng, đây. Ăn như là đáng bữa ấy. Anh Thông ơi, đi nhá. Rồi. Các bác biết sơ qua các món ăn thế đó.
giờ Thắng chén tiếp, mời các bác nhé. Kết thúc cái video của mình ở đây. Chống chỉ định là không xem lúc đói.